Rắn tinh sợ gì? Ngày xưa, có một diễn viên tên Tanokiu, tính tình vui nhộn, thông minh. Từ nhỏ, anh đã rời làng theo gánh hát đi khắp nơi biểu diễn. Anh có thể đóng rất nhiều vai, từ ông già, trẻ em cho đến những con vật. Một ngày nọ, sau một buổi biểu diễn ở Kinh Thành, anh nhận được thư báo mẹ anh ốm nặng. Mình phải về với mẹ ngay. Tanokiu đi mãi miết không nghỉ, chỉ mong nhanh nhanh về nhà chăm sóc mẹ. Đi đâu mà vội vàng thế chàng trai, vào nghỉ chân đã. Tôi phải về nhà càng sớm càng tốt ông ạ. Anh chắc lâu chưa về nhà nên không biết, dạo gần đây trên núi xuất hiện một con rắn tinh. Cứ tối đến nó sẽ xuất hiện và ăn thịt người. Anh nên nghỉ lại, chờ sáng mai hãy vượt qua núi đi. Nhưng tôi không thể chờ được nữa, mẹ tôi đang ốm nặng, tôi phải về bên mẹ càng sớm càng tốt. Khi Tanokiu lên đến ngọn núi thì mặt trời đã khuất bóng, màn đêm kéo xuống. Trên bầu trời, những vì sao bắt đầu nhấp nháy, những cơn gió lạnh heo hút thổi. Mình ăn một chút lấy sức còn đi tiếp. Ngươi là ai mà dám lên ngọn núi này trong đêm thế? Tôi là Tanokiu. Ngươi nói ngươi là Tanuki hả? Tanuki là mấy con trùng tinh, có thể biến hóa thành bất kỳ hình dáng nào. Ông lão nghe nhầm tên mình thành Tanuki rồi. Ôi trời ơi, ông lão này là rắn tinh biến thành. Giờ mình mà nói mình là người thì nó sẽ ăn thịt mình mất. Đúng rồi, ta là Tanuki đây. Ta nghe nói loài Tanuki các ngươi biến hình giỏi lắm. Ngươi có thể biến thành một ông lão như ta không? Biến thành ông lão thì nhầm nhò gì, ta còn có thể biến thành bà lão cơ. Chờ ta mấy giây. Tanuki vội trốn sau thân cây và lấy ra túi đồ hóa trang của mình. Vì đã quá quen với việc này nên chỉ trong chớp mắt, anh đã hóa trang cho mình thành một bà lão. Thế nào, ta đã biến thành một bà lão rồi đây. Đúng là người biến hình giống lắm, nhưng người còn biết biến thành ai nữa không? Ta có thể biến thành bất cứ ai. Được đấy, giờ ngươi thử hiện lại nguyên hình xem nào. Con rắn tinh này sao làm khó được một diễn viên tài giỏi như mình chứ. Ta trở lại nguyên dạng đây. Ngươi có sợ ta không? Con rắn tinh này chỉ ăn thịt người thôi, giờ nó đang nghĩ mình là con Tanuki nên mình chẳng việc gì phải sợ cả. Ta là Tanuki, ta chẳng sợ rắn tinh đâu. Thế ngươi sợ gì? Ta sợ nhất trên đời này là tiền. Ai mà ném tiền vào ta là ta không chịu nổi. Thì ra là thế. Còn ta chỉ sợ thuốc lá và nước ép quả hồng thôi. Thôi, ta không muốn mất thời gian với ngươi nữa. Ta phải đi tìm xem có người nào lãng vãng gần đây để ăn thịt. Chứ thịt Tanuki nhà ngươi chán lắm. Thế là mình thoát nạn rồi. Sau khi thoát khỏi con rắn tinh, Tanokiu vội vàng xuống núi. Khi anh gần vào đến làng của mình thì mặt trời cũng bắt đầu mọc. Các bác đi đâu sớm thế ạ? Chúng tôi đi đuổi rắn tinh. Con rắn tinh trên núi đã ăn thịt mấy người làng mình rồi. Chúng ta không thể để nó hoành hành hơn nữa. Cháu vừa gặp con rắn tinh trên núi. Nó to lớn vô cùng, phép thuật vô biên, sức người khó địch lại nó. Nhưng cháu có cách này có thể đuổi rắn tinh dễ dàng. Tanokiu kể lại cho mọi người nghe nỗi sợ của rắn tinh. Thế là dân làng chia nhau ra, người thì đi gom thuốc lá, người thì đi hái quả hồng ép lấy nước. Họ mang thuốc lá và nước ép quả hồng lên núi, tìm đến hang của rắn tinh. Mọi người chuẩn bị nha, khi nó chui ra, chúng ta sẽ hất tất cả nước ép quả hồng và thuốc lá vào nó. Còn rắn tinh kia, ngươi đã làm hại biết bao mạng người rồi. Hôm nay đã đến ngày ngươi phải đền mạng. Mau ra đây, chúng ta sẽ tính sổ với ngươi. Hay lắm, lũ các ngươi đến đây để nạp mạng đây mà. Vậy thế này ta không thể chịu được. Khốn hồn thì biến ngay khỏi đây, và từ nay đừng có lộng hành nữa. Nếu không chúng ta sẽ không nương tay đâu. Ông mùi thuốc lá và nước ép quả hồng thật kinh khủng quá. Ta không bao giờ trở lại đây nữa.
Từ giờ mình không thể trở lại con núi ấy bắt người nữa. Chắc chắn là con Natuki kia đã mách lẻo với dân làng là mình sở thuốc lá và nước ép quả hồng. Ngoài nói ra, mình chưa từng tiết lộ bí mật ấy với ai. Phải rồi, mình phải đi trả thù nó mới được. Con rắn tinh tìm tung tích Tanukio khắp nơi và cuối cùng hắn đến làng của Tanukio. À, nhà tên Tanuki đây rồi. Giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nỗi sợ hãi. À, tiền ở đâu ra thế này? Tiền ta cho người đấy, người đã thấy sợ chưa? Ta sợ nhất trên đời này là tiền. Ai mà ném tiền vào ta là ta không chịu nổi. Sợ quá, sợ quá. Tanuki ta sợ nhất là tiền đấy. Đừng ném nữa, đừng ném nữa mà. Đáng đời ngươi lắm. Ta đã trả thù được ngươi rồi. Con rắn tình ngốc nghếch thật là. Thế là với số tiền ấy, Tanukio mua thuốc cho mẹ. Người mẹ mau chóng khỏe lại. Bà có thể sống vui vẻ cùng con trai nhiều năm nữa. Mỗi ngày Tanukio được chăm sóc mẹ, cùng mẹ ngắm hoa nở và cùng trải qua những lần mặt trời lặn và mặt trời mọc. Niềm hạnh phúc ấy thật không gì bằng. Chú cáo nhát gan. Ồ, giỏi quá, siêu thật. Đó chỉ là một trong những chiêu đơn giản nhất để sinh tồn mà thôi. Hãy nhận chúng con làm đồ đệ, chúng con xin được theo thầy để học võ. Hai con hãy mau đứng lên đi. Nếu mà thầy không nhận lời, chúng con nhất định không đứng lên đâu. Thôi được, ta đồng ý. Chúng con cảm ơn thầy. Con mèo đó có gì mà ghê gớm thế chứ. Thầy thầy cơ đấy. Tính ra thì tài nghệ của nó có khi chỉ bằng cái móng tay của ta. Nhưng mà kể ra được người khác gọi bằng thầy thì cũng ai thật đấy. Người như mình mới xứng được gọi bằng thầy, được nhận đệ tử chứ. Ôi chao, trong thầy cáo kìa, ai phong làm sao? Ôi, thầy cứ để con. Hay quá, phải thế mới xứng tầm của ta chứ. Xem ra ta cũng phải thu nạp đồ đệ thôi. Nên lấy tên là gì nhỉ? Chẳng nhẽ lại gọi là thầy cáo? Không được, nghe nó quá tầm thường. Gì nhỉ? Thầy gì được nhỉ? Phải rồi, phải lấy nghệ danh là thầy Chu Tê, nghe cho nó hay. Chu Tê nghĩa là chúa tể. Cái tên này sinh ra nghe cứ như là để cho mình vậy. Ôi, thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, lại còn trí thông minh vượt bậc nữa chứ. Phải về xin mẹ cho đi học thôi. Hay quá, thằng nhỏ nhà tôi dạo này mãi chơi lắm. Cho theo học lớp này tốt quá. Đúng vậy đó, tôi cũng phải gửi hai đứa nhà tôi theo học thầy Chu Tê mới được. Đẹp rồi đây. Kính chào thầy Chu Tê. Tốt lắm, thầy Chu Tê ta là người võ nghệ cao cường, thông minh lanh lợi nhất cánh rừng này. Các đệ tử gặp được ta là may mắn lắm đấy. Chúng đệ tử xin thầy chỉ bảo ạ. Muốn học được hết võ nghệ của ta, các đệ tử chắc phải mất 30 năm là ít. Còn muốn được thông minh lanh lợi như ta thì e rằng có học cả đời cũng chẳng được. Ở cánh rừng này, đến cả những loài mạnh như hổ hay sư tử cũng chẳng phải là đối thủ của ta nữa là. Nhưng thôi, trước tiên cứ khởi động đã nhé. Dạ. Giờ khởi động khớp chân khớp tay cho thật dẻo vào. Thầy đi kiếm cái gì bỏ bụng rồi quay lại đây dạy tiếp. Dạ. Kiếm gì bỏ bụng được nhỉ? Ôi. Ôi. Ôi, chết tôi rồi. May quá, suýt chút nữa thì làm mồi ngon cho nó rồi. Nè, nghe nói là hôm nay trong rừng khai giảng lớp học võ thì phải. Đúng rồi, thấy quảng cáo thầy dạy võ, tài nghệ cao cường lắm,
lại túc trí đa mưu nữa. Thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, trí thông minh vượt bậc cơ mà. Mình bắt đầu nổi tiếng rồi đây. Nhưng mà không biết là ai mà giỏi thế nhỉ? Thật là ngưỡng mộ đó. Ừ, nghe đâu người đó tên là... Là... À, Chu Tè hay sao ấy? Hả? Chu Tè á? Dám gọi ta là Chu Tè sao? Này, hai tên khỉ nhãi nhép kia, sao dám gọi ta là Chu Tè? Tên ta là Chu Tê. Hay như thế mà các mi dám... Nhớ đó, tên ta là thầy Chu Tê. Chu Tê nghĩa là chúa tể đó, nhớ lấy. Đây rồi, phen này thì chạy đâu cho thoát. Tình cáo hổm hỉnh, thùng rỗng kêu to kia. Để xem thầy Chu Tê võ nghệ cao cường đến đâu nào. Tha cho tôi đi. Ôi, phen này mình tôi thật rồi. Nhìn kìa, thầy Chu Tê kìa. Sợ quá tè ra cả quần. Đúng là thầy Chu Tè. Chu Tè. Chuyện hai chú rùa. Thời tiết đang đẹp, ta lên bờ thôi. Mấy ngày sau. Nắng hôm nay đẹp ghê, thảo nào mà đám ếch trong đầm rủ nhau đi chơi. Hay không biết đi nơi khác có gì thú mà chúng nó hứng khởi thế. Đâu chả là trời đất này. Ở đây tốt lắm rồi, đồ ăn thức uống đề huề, việc gì phải đi đâu cho mệt thân. Chào anh bạn, tôi thấy ở đây có bóng mát nên xuống nghỉ chân một lát. Chẳng hay anh bạn là người ở đây sao? Chào anh, tôi sống ở đây từ khi sinh ra chưa hề rời khỏi, mà anh là ai? Ồ, anh chưa từng đi đâu khỏi đây ư? Đúng vậy, sống ở nơi đây vô cùng thảnh thơi là khác. Thế anh từ đâu tới? Tôi từ biển lớn tới. Biển là nơi nào? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ? Anh không biết biển hả? Biển có to như thế này không? Anh bạn đùa tôi đấy hả? Thôi, anh dừng lại đi, biển lớn lắm, không thể mang cái đầm này ra ví được đâu. Tôi chẳng tin, cái đầm này lớn lắm rồi, bao loài cùng chung sống sinh sôi ở đây mà vẫn vô cùng rộng rãi. Ngoài kia nhiều điều còn khó tin hơn nữa cơ, anh cứ đi một chuyến cho biết. Khó tin hơn, ví như dưới biển có loài cá voi to gấp mấy lần cái đầm này của anh, hay như nước ở đầm của anh là nước ngọt, anh uống thỏa thích. Thế nhưng nếu đến biển của tôi, nước mặn anh càng uống lại càng khác hơn. Chưa hết đâu nha, còn có vùng nước lợ nơi giao giữa sông và biển, có những dòng nước xoáy. Thôi, cái anh rùa biển này lạ thế nhỉ. Đấy là thế giới của anh, có liên quan gì đến rùa cạn tôi đâu mà tôi phải tin, phải biết cơ chứ. Giả dụ cái biển của anh có thật ấy mà, thì đời tôi cũng chả đến đó đâu. Cũng có thể nhỉ. Thôi, tôi phải đi đây kẻo muộn. Tôi đang trên đường ghé thăm họ hàng ở con sông gần đây. Dù sao cũng rất vui vì gặp anh bạn. Trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa thấy lúc nào nước xối tới lắm như thế này. Trời ơi, trời sập hay sao? Mình ở đâu thế này? Trời ơi, đi đường nào về nhà đây? Vùng nước kia đùng đục giống như nước ở đầm nhà mình. Có lẽ cứ thẳng đường đó về nhà là được. Cảm ơn mọi người. Anh rùa biển thăm bà con ở đây chưa về sao? Anh ơi là anh, cửa sông giao biển, nước xoáy vô cùng mạnh, có thể nhấn chìm mọi thứ đấy. Đến tôi đây là rùa biển còn không dám ra đâu. Thế mà anh định phi xuống, anh định thử mạng mình sao? Tôi nào có biết đâu. Tối qua mưa lớn chưa từng thấy, tôi bị lũ cuốn đến đây. Thấy vùng nước đục lại tưởng đường về đầm nhà tôi. Ai về đến nơi thì thấy xoáy nước dữ đáng sợ quá. Người tôi rung lên suýt thì ngã xuống. May có các anh đỡ tôi kịp. Chào mừng anh đến với thế giới của tôi nhé. Biển ở ngay phía trước đây thôi à.
Mở rộng tầm mắt, anh sẽ thấy thế giới này rộng lớn biết bao. Anh đùa cản ha. Tôi sai rồi. May mà có anh rùa biển, có mọi người ở đây. Từ nay tôi quyết sửa cái tính thiển cận, y ạch của mình. Nào, phấn chấn lên chứ, nghỉ ngơi rồi tôi đưa anh đi thăm biển một chuyến. Cảm ơn anh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.